Mọi người có biết mấy cái cột đồ đó kìa? Này gì không? Đây là ống khoáy của nhà máy nhiệt điện ấy. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Nhiệt điện này này mọi người. Nhìn cái quả xử lý chất thải gớm thật. Xử lý khoáy đấy. Phía ngoài là biển rồi. Chiều nay thì anh em mình sẽ đi đường biển mọi người ạ. Thay vì là đi đường quốc lộ 1 thì nó sẽ là cua theo kiểu hình tay. Cái kiểu tay ấy. Thì mình sẽ đi đường biển là xuyên thẳng như này luôn. Mình đi đường bờ biển. Chiều nay dẫn mọi người đi đường biển nhá. Cái đoạn cua này này mọi người. Đấy, cái đường quốc lộ 1 thì nó sẽ chạy cua như thế. Còn mình đi thẳng cái đường biển này nó chạy thẳng xuyên thẳng luôn. Nhà mua cho anh em. Dạ. Thế em cảm ơn anh ạ. Thôi. Cảm ơn anh nhé. Nhà gần đây mà. Thị trấn Vĩnh Hảo. À, đúng rồi, ở trên đây cái nước khoáng trên đây cách nhà máy nước cách đây đúng không ạ? À, 6 cây. À dạ. Hôm qua anh em con đi qua cái nhà máy nước ấy rồi. Dạ. Vâng. À, anh cứ cầm lấy uống nước. Dạ vâng, cảm ơn chú nhá. Dạ. Anh em chào mừng mọi người đến thị trấn Vĩnh Hảo. Chào anh. Xin đâu? Dạ, chỗ kia ở. À, kia ở. Cảm ơn bạn. Dạ, chào anh. Dạ. Anh có em có hai anh giữa. Cái anh cho em của anh nha. Trời ơi. Đây, 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 chụp. Dạ. Dạ. Đi nha. Dạ. Có hai anh nhường. Dạ. Rồi bạn nè. Dạ. Rồi anh á. Anh nào? Thấy trình bạn của em mới gặp á. Dạ. Bình sao hả? Ok anh. Vâng. Giản anh em mình có gì đâu. Đường thấy đồ thấy cô thấy coi mấy đứa trên mạng á. Mẹ gặp. Đây. Ok, cảm ơn anh nha. Dạ. Đi đường cẩn thận nha. Anh em giục hả? Không, bạn bè thôi. Bạn ơi hả? Bạn giống nha. Giống ghê vậy á? Người giống người thiếu gì anh? Dạ. Đi đâu đây đây? Cảm ơn anh ạ. Đi rồi, mình thấy gặp hai chú rồi. Chạy cho mua ly nước xong quay lại. Ôi giời. Vất vả anh quá. Anh cảm ơn anh ạ. Sức khỏe chú nhé. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Đi mạnh khỏe nhé. Anh được nghỉ chưa ở đâu? Tí em lên quán cơm em nghỉ. À, ừ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều nhé. Tạm biệt anh. Còn làm ăn cơm nữa rồi tính tiếp. Tìm chan à? Ui, đông thế. Dân tài xế. Sau này. Mồ hôi. Mời cả nhà ăn cơm với chúng em nhé. Bữa cơm hôm nay ở đường quốc lộ 1 đây. Đúng đi bao nhiêu cây số, mỗi con này không có nào con cơm nữa. Đối diện nhà máy nhiệt điện luôn. Tôi nghỉ ngơi xong rồi đi thôi mọi người ạ. Trời nó sầm quá trời rồi. Gió thổi xong là cơn mưa nó ùn ùn kéo đến này. Phải đi được tí nó mưa này không đi được mất. Mây này mọi người. Cơn mưa to đùng luôn. Nhưng mà chắc là nếu mà mưa to thì anh em mình trú thôi chứ không đi mưa được. Người vừa mới ốm dậy. Với cả cộng thêm cái là vừa đang trời nắng ấy. Đang trời nắng xong là mưa đấy. Thì cái nước mưa, nó sẽ, cái hơi nước ấy nó sẽ bốc lên đấy. Nó bốc lên thì rất dễ là gây ốm. Cái đường này nó đang nóng sẵn này. Đấy đúng rồi, cái đường nó đang nóng sẵn này. Thế xong là mưa ấy, cái hơi nước nó bốc lên. Ốm ấy. Chào anh. Chào anh chị. Nhanh mưa. Đây 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 đây, để em đứng như này em chụp cho. Nhanh không mưa. Anh chị đi Phật à? Dạ, em từ Đà Lạt em mới đang dầm về đây. Thiệt đã hè.
Ok, cảm ơn anh chị nha. Nhanh mưa to. Em mới mở TikTok lên nè. Anh mới thấy mình thử phải nè, thấy phải không? Cơn mưa to kìa. Cơn mưa to lắm anh ạ. Cảm ơn anh ạ, tạm biệt. Mưa luôn rồi mọi người. Anh em mình vừa nói xong. Ấn một tí rồi vừa mới nói xong. Mưa rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, hai anh em lại tiếp tục di chuyển đây mọi người. Bây giờ dẫn mọi người đi ra biển Cà Ná. Qua cái dãy núi phía trước mặt kia mọi người sẽ được sang đến Ninh Thuận mọi người ạ. Sang Hóa Diệm Sơn đấy. Hóa Diệm Sơn à. Xa xa có biển này mọi người, đẹp không? Biển xanh đét đẹp luôn. Con tàu đánh cá kìa. Không có đôi bạn trẻ chở nhau ra ngắm biển kìa. Tạnh được một tí này bắt đầu mưa rồi mọi người ạ. Đây này. Nách tách nách tách. Đã bắt đầu có những hột mưa rơi. Đang định bảo là ra biển tắm biển mà mưa này thì tắm làm sao được cơ chứ. Nói gì đi các bạn. Núi chập trùng. Biển này. Đối với người dân địa phương thì là bình thường, nhưng đối với một người ở đồng bằng không có núi cũng không có biển thì anh em tôi thấy đây là một điều vô cùng tuyệt vời luôn. Đẹp thực sự. Dạ con đi chơi thôi. Cái san hô này mình bán có đắt không cô? Thế cho em xin một cái. Mọi người lại bảo không đẹp đi. Đẹp gì? Giới thiệu với mọi người nha. Đây là bãi biển Vĩnh Hảo. Tàu lửa này. Đây là vận chuyển hàng hóa rồi. Đây là tàu vận chuyển hàng hóa rồi, không phải tàu chở khách. Biển xanh. Xanh mọi người. Đây là biển Vĩnh Hảo mọi người ạ. Vẫn thuộc tỉnh Bình Thuận. Chưa sang đến tỉnh Ninh Thuận đâu. Anh em mình phải qua cái dãy núi phía trước mặt này thì bắt đầu là mới sang đến tỉnh Ninh Thuận. Bây giờ anh em mình sẽ đi xuống cái đường dưới biển này để đi tắt sang đường quốc lộ 1 đằng kia. Không đi đường quốc lộ 1 đâu, đi đường vào biển cơ. Đi nhờ nối nhà hàng xuống. Thì thôi em. Không được của nó đẹp quá. Đi này nó cứ nún chân, nó khó đi thật mọi người ạ. Năm anh sẽ sống trọn tình yêu với tổ quốc, em là sức mạnh. Hằn màu áo xanh đôi khi trông gai phủ lên đời trái, vẫn non sông đời mà phai nhạt đóa em ai. Khổ đau không làm đôi vai anh mang theo run sợ, có đồng đội có lý trí anh luôn tôn thờ. Hành trang anh mang theo chỉ là máu là lòng người, niềm tin anh có chỉ là một trái tim giữa trời. Anh sẽ về dưới ánh nắng trong yên bình, nơi cuối con đường vẫn ánh mắt luôn lặng lẽ vì mình. Chào em càng đành mai với anh chưa bao giờ là sai. Tiếng khóc dưới chân dốc này, từng giây từng phút với anh lúc này. Đeo chân thế.
Nước trong không rồi mọi người. Trong vắt luôn. Nước ở đây trong vắt luôn này. Trong vắt luôn. Đấy. Mà nó biết đi. Bạn ơi, ngồi cùng cái anh. Bỏ anh kia cho em đi với. Chào cái kia có khó không nhỉ? Ôi à. Cho em đi với. Trông như kiểu là vượt biên ấy nhỉ? Đúng rồi. Như kiểu đang vượt biên. Ngựa ngựa cầm mang thuyền thúng ra sông ra biển thả. Quay chiêu chiêu ai ngờ giống như cảnh đang vượt biên. Đây tôi nhặt ở biển được mấy cái con san hô này. Này phải nói chứ, những ai mà có cái hội chứng sợ lỗ thì đúng là không thấm được mấy cái con này. Này này. Ai mà có hội chứng sợ lỗ là không thấm được mấy cái con này. Đẹp quá nhỉ bạn nhỉ. Rồi bạn chứng được mấy điểm khi núi 12 điểm. Ở đây có một cái ngôi miếu mọi người. Họ làm cú tít ở trên núi rồi. Theo cái chiều thẳng lên đi. Miếu như là trên có cả nhà ở hay sao ấy. Họ mang vật liệu xây dựng lên núi để xây. Chùa như miếu à? Không biết. Nhưng mà kỳ công thật. Đây là chùa Lạc Sơn mọi người ạ. Chùa Lạc Sơn chứ không phải miếu. Kết thúc tỉnh Bình Thuận rồi đấy. Chào tạm biệt tỉnh Bình Thuận. Anh em mình sang tỉnh Ninh Thuận đây. Đến tỉnh Ninh Thuận. Thẳng tiến về thành phố Phan Rang. Mọi người ơi, có biết là thành tỉnh Ninh Thuận này có đặc sản gì không? Mọi người comment xuống video này nhé. Có cái gì trải nghiệm kiểu như là đặc trưng ấy của tỉnh Ninh Thuận ấy thì mọi người comment xuống phía dưới giúp em để em trải nghiệm nhé, chứ em ít thông tin về tỉnh Ninh Thuận quá. Đẹp không mọi người? Mọi người thấy có đẹp không? Đằng này là biển nhá. À phía đằng này là biển đúng không? Quay đằng này là núi. Đấy. Nhưng mà ở đây nó có cái cầu này đi ra đây này. Đấy đi ra đây chụp ảnh này. Đấy. Nhưng mà hình như là phải vào trong quán mua đồ xong mới ra đây đứng được. Cái cầu này của quán người ta xây. Anh em mình không có thì chỉ ngồi đây thôi. Đó. Sóng biển đập. Đi có nhiều gian khổ. Vai bắt ngằng ta đã đổ mồ hôi. Mắt ta sáng cái chấm thù mọi người tầng quê. Chú đi đâu ấy? Chú đi đâu ấy? Ngày xưa chú cũng hành quân xa hả chú? Hành quân xa thì có nhiều gian khổ đó. Chú đi từ đâu đến đâu? Tao ở chiếc vườn sáu thằng nữ. Ở ngoài Bắc chứ không cho mà không có tham gia. Ở chính giữa từ lập từ trường anh em này đến chỉ nước cực kỳ nhiều. Hôm đó là tao có được có 14, 15 tuổi à. À lúc chú đi bộ đội là 14, 15 tuổi. Thế chú phải khai gian tuổi à? Không, thì tao đi tuổi thiếu nhi mà. À tuổi thiếu nhi. Thì sau này giờ là tao hướng chế độ thì tao có khai được tới gì. Thế là chú khoe là chú đi bộ đội năm 15, 16 tuổi chú đi. Tốt rồi mọi người ạ.
Đúng ra nếu như mà ban ngày thì anh em mình sẽ vòng vào đường trong để dẫn mọi người đi tham quan ruộng muối của người dân Cà Ná. Thế nhưng mà tối quá nên là gần như là vào cũng không xem được gì, nên là anh em mình đi thẳng đường quốc lộ 1 đi luôn mọi người ạ. Bây giờ thì mình đang ở bên Ninh Thuận, đang ở bên chỗ Cà Ná mọi người. Well, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của Bùi Đình Thức. Để nhận được video sớm nhất có thể thì mọi người hãy ấn vào nút đăng ký ở ngay dưới video này. Và đừng quên bấm vào nút cái chuông nha. Và bây giờ cảm ơn tất cả mọi người, tạm biệt mọi người. Nếu muốn xem tiếp video tiếp theo thì mọi người có thể ấn vào video bên phải hoặc phía bên trái của mọi người. Bye bye.